Chiều ngày 19 tháng 6 năm 2023, Công an An Giang tổ chức gặp mặt các phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi họp mặt. Buổi họp mặt còn vinh dự đón tiếp các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành cùng sự tham dự của các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương. Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang đã có sự chủ động trong công tác phối hợp thông tin tuyên truyền báo chí trên các lĩnh vực công tác của lực lượng công an toàn tỉnh. Đây là mặt trận chân quá tư tưởng nên luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm chú trọng. Bên cạnh đó, sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan báo chí, sự phối hợp hỗ trợ tích cực của các phóng viên, biên tập viên đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền báo chí của Công an tỉnh thời gian qua. Các cơ quan báo chí đã thực sự là cầu nối, là cánh tay nối dài để người dân hiểu hơn những khó khăn, vất vả, những công việc thầm lặng của lực lượng công an. Từ đó, mọi người thêm tin yêu, giúp đỡ lực lượng công an. Tại buổi gặp mặt, Ban Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận đánh giá cao công tác phối hợp giữa cơ quan báo chí với Công an tỉnh về tuyên truyền kết quả hoạt động của lực lượng công an các cấp, đặc biệt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và kịp thời phản ánh các hành vi tiêu cực, các hoạt động của tội phạm. Thời gian tới, Ban Giám đốc Công an tỉnh mong muốn các phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của Bộ Công an liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tăng cường phối hợp tuyên truyền các mô hình điển hình tiên tiến, những thành tích chiến công, gương người tốt việc tốt của cán bộ chiến sĩ công an trong quá trình công tác và chiến đấu để ngày càng lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân. Thông qua buổi gặp mặt, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng các phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng đã trao đổi, thảo luận về công tác phối hợp tuyên truyền báo chí trên lĩnh vực an ninh trật tự để công tác này ngày càng đổi mới và đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới. Dịp này, Công an tỉnh An Giang đã trao những phần quà ý nghĩa đến các phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo cơ quan báo chí. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã trao giấy khen cho 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền báo chí, các hoạt động của lực lượng Công an tỉnh An Giang.